thấy con bạn sinh có rất là lớn, cái mắt rất là lớn, hai mắt này rất là lớn. Thành ra có cái râu hay là ánh đen thì giúp cho nó định hướng, định vị. Chúng ta dùng cái râu thì một cái đen này để chúng ta định danh đây là mỗi cái râu một cái đen nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Cô ngân thì thường là có ba đối tượng: kiến, bạch tùng và ngực thì sẽ tăng những đôi chân. Thì tùy theo cái loài thì trong cái lớp, cái gì lớp côn trùng sẽ có ba đôi chân, lớp nhện thì có bốn đôi chân, bạch lưng thì có thể có những đôi cánh, đôi cánh tùy theo có con không có cánh. Chuyện kiến chúng ta sẽ có loại có cánh, loại không, hay là có loại có hai cánh. Ra ví dụ như con mồi, con ruồi chúng ta có hai cánh, rồi con chuột chúng ta thấy có mấy cánh, bốn cánh. Hoặc như bò cánh cứng chúng ta thấy có một cái đôi cánh cứng phía ngoài nha, rồi một lớp cánh bọc bên trong. Cùng bơm cùng bụng thì có thể thấy cái lỗ thở ở đây, và lúc cuối cùng sẽ được chuyển hóa thành cơ quan sinh dục. Và tất cả cơ thể này chúng ta thấy nó phân ra thành nhân tố, dính lại với nhau giống như một cái áo giáp. Và đây là bên trong, bên trong chúng ta chỉ quan tâm một số đặc điểm thôi. Đây có cái hồi hút thức ăn vô, từ đây tới vùng này là ruột trước cái đó là ruột giữa. Thì ruột giữa thì giống như là cái dạ dày của chúng ta này, hai mà ruột trước thì giống như là cái thực quản của chúng ta, miệng thực quản chúng ta. Còn đây là ruột sau. Thì tại vị trí mà ruột trước đối với ruột giữa này có cái vùng nó phình ra, sau đó nó chỉ hẹp lại, gọi là tiền phòng. Tiền phòng thì cái vị trí này nó liên quan đến cơ chế truyền bệnh dịch thật. Chuẩn bị dịch thật thì trong quá trình dịch thật thì nó có tình trạng là đông cục máu ở vị trí này, đông cục máu ở tiền phòng này. Thì khi nó đông lại thì nó sẽ làm cho thức ăn không có xuống cục giữa nữa. Có nghĩa là cái con bỏ chát cho bằng này sẽ bị đói, cục giữa nó chống lỏng. Thì khi đó nó sẽ phải đông cục máu cũ ở vị trí tiền phòng này ra. Khi đông cục máu ra thì kèm thêm nhiều cái mầm bệnh truyền cho người khác. Thì đó là cái vị trí trường hợp nó quan trọng trong đề truyền bệnh và kiếm tôn của tên căn. Rồi tại vị trí ruột giữa này cũng có một cái lớp màng bao dinh dưỡng để bảo vệ cho cái con xương khớp không bị động hại bởi những thức ăn không thoái biến ở trong bên. Cho nên phần lớn phòng bệnh phải có khả năng nó xuyên qua lớp màng bao dinh dưỡng, cái lớp màng bảo vệ cái ruột giữa đó có khả năng xuyên qua. Thì lúc đó có khả năng tới cái vùng đi nước bọt này để nó truyền bệnh chúng ta. Đại đa số phòng bệnh được lây truyền bởi một nhân tố là liên quan đến tiết nước bọt. Khi mà những con mà những tố mà hút máu chúng ta đó thì nó sẽ nhả nước bọt ra, hay là nhả nước bọt ra. Nhả nước bọt ra làm gì? À, tùy loại. Tùy loại ạ. À, mũi thì nó lồng, không lồng đông máu. Đúng rồi. Một trong những cái tay của nó là làm cho máu không bị đông để hút máu như dễ dàng. Cái thứ hai là nó có thể là nó hóa lỏng những thức ăn, dùng một số thức ăn đặc, ví dụ mình thấy con rồi đậu thức ăn đặc mình ăn làm sao nó hút các ta được ăn sao thì nó sẽ nhả được bọt ra để nó mềm, nó hóa lỏng thức ăn nó sẽ hút vô. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ có những chất gây dị ứng cho chúng ta, làm ta ngứa, ta đau, khó chịu. Và đặc biệt quan trọng là rất là nhiều mầm bệnh ở trong này truyền của chúng ta. Đối với các loài ký sinh trùng khác thì chúng ta thấy là mỗi con ký sinh trùng sẽ có một cái chu trình phát triển riêng. Còn trong trường hợp này thì chúng ta không đi sâu, chúng ta chỉ chia ra làm hai chu trình chính thôi, là chu trình biến bất thái hoàn toàn và chương trình biến thái không hoàn toàn. Chương trình biến thái hoàn toàn là khi mà nó có đầy đủ bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Có đầy đủ vậy thì là biến thái hoàn toàn. Thì trong giờ này mình có nhận thấy là mỗi giai đoạn sẽ có hình thể khác nhau, chức năng khác nhau, hình thể khác nhau, chức năng khác nhau. Cái là nào có trước? Không biết. Đến ngày ngày ở trước.
và trong lần biến thái không hoàn toàn hay lần biến thái bất toàn đó, thì chúng ta thấy nó sẽ có ba giai đoạn hơn, không ngừng nhận là trưởng ấu trùng và trưởng thành. Và trong giai đoạn này chúng ta nhận thấy là cái giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng thành đó, hình thể giống nhau nhưng mà nhỏ hơn về kích thước. Đặc điểm thứ hai là cơ quan sinh dục chưa phát triển. Đối với biến thái hoàn toàn thì là hình thể khác nhau, chức năng khác nhau, còn cái này hình thể giống nhau nhưng mà nhỏ hơn về kích thước. Cái thứ hai là cơ quan sinh dục chưa phát triển. Các bạn ký sinh trùng có khi nào trưởng thành hoặc tình dâm rồi đã trưởng thành ha, còn nhờ cơ quan sinh dục chưa phát triển thì là ấu trùng hoặc là chưa tình dâm. Đây là lý do tại sao ta gặp bài này. Thực ra rồi trên cấp nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Sao nguy hiểm? Đâu có gì đâu, thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc cái rồi của đâu nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà có cái bệnh tích truyền nên ta kỳ nguy hiểm. Bản thân nó thì không nguy hiểm lắm. Bản thân nó thì không nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái bệnh tích truyền thì là tạo nguy hiểm. Chị nguy hiểm nhá. Các bạn nói chuyện nè. Bạn gì? Zika. Não bồ cầu. Đúng không? Sốt rét nè. Sốt rét. Sốt sốt huyết là chết ít. Sốt rét là chết là số lượng nhiều nhất trong tất cả các bệnh. Tất nhiên bây giờ nó ít. Tính nó lên từ đầu. Từ khi cái sự sống tới giờ nó sốt rét là nguyên nhân gây chết nhiều nhất, như tử vong nhiều nhất. Và đương nhiên là bây giờ là số lượng rất là cho nên là không phải bản thân cái con này nó nguy hiểm mà những cái bệnh nó chịu được. Chúng ta phòng bệnh chúng ta thì chúng ta phải phòng từ gốc, nên chúng ta phải tránh xong được cái nguồn lây, cái con mà nó lây truyền chúng ta. Còn bản thân nó gây ra cái bệnh chúng ta thì chỉ có trong nhóm này thôi. Nha. Cái gì mà cái con mình trên khớp nó gây vấn đề sức khỏe trực tiếp cho chúng ta thì chúng ta sẽ xếp vào cái nhóm gây bệnh trực tiếp. Cụ thể trong trường hợp này cái ghẻ thì gây bệnh ghẻ. Biết bệnh ghẻ không? Biết. Thì rồi. Dạ. Ren. Ren thì làm gì? Hút máu. Hút máu ha, hút máu. Yeah, bọt cạp. Cán hả? Cái đầu đúng không? Dạ, bọt cạp là giúp chúng ta là đầu. Rồi Oxina. Rồi này rồi hút máu. Ve. Hút máu. Ve hút máu, con mũi này. Hút mỡ. Con mũi. Mũi hút mỡ. Đúng rồi, nó chỉ là nhiệm vụ hút máu thôi. Còn nếu mà nó truyền bệnh thì sao? Chúng ta xem cái số dưới này. Nó muốn truyền bệnh được nó phải có mầm bệnh, đâu phải có mũi nào cũng có mầm bệnh sẵn đâu, đúng không? Còn mũi nào chỉ đơn thuần là hút máu thì chúng ta sẽ xếp trên đây, còn muốn truyền bệnh gì thì chúng ta sẽ xếp trên này nha. Rồi vai trò thứ hai là ký chủ trung gian, là những con si đó, con bò chét, con tôm, con cua này là ký chủ trung gian có một số mầm bệnh. Ký chủ trung gian là gì? Ký sinh ở giai đoạn ấu trùng. Là gì? Chúng ta mới là ký chủ. Trung gian. Ký chủ trung gian chuyển biến. Ký chủ gì đó? Chính. Chính phủ. Nhiều loại đúng không? Chúng ta có năm hai loại đây. Trung gian chuyển biến đây. Và trung gian là sao? Rồi trong mấy cái con này có con gì con này? Những con này nó chứa gì mà nó bị cái gì mà người ta gọi là nó là ký chủ trung gian? Ấu trùng. Ấu trùng sai lớp. Con nào là ấu trùng? Sai lớp là sáng dạy cá. Có nghĩa là trong những cái con này có cái ấu trùng và các ký sinh trùng khác. Nha. Thì trong những con sai lớp mà chết này cứ ấu trùng của những con ký sinh khác, nên những cái con được gọi là ký chủ trung gian. Nha. Còn
ví dụ đi cần khi nào phần mình trong cơ thể nó ở giai đoạn trưởng thành thì người ta sẽ bị mắc bệnh do ví dụ lưu gia là khi người ta ăn sống phá những phần bệnh. Và vai trò chính nguy hiểm là trung gian truyền bệnh. Trung gian truyền bệnh thì trong trung gian truyền bệnh này người ta gọi là vector. Vector đó thì nó gồm hai loại truyền bệnh cơ học và truyền bệnh sinh học. Truyền bệnh cơ học thì nó gồm là người vận chuyển thôi, có nghĩa là trong hệ sinh khớp nó chỉ là nhiệm vụ người vận chuyển, nó đậu lên những cái chỗ phân rác có những mầm bệnh ở đó, sau đó di chuyển lên thức ăn chúng ta và nó thải mầm bệnh lên thức ăn chúng ta. Và trong trường hợp này thì không có cần sự phát triển của cái mầm bệnh ở cơ thể và trên khớp, nó chỉ là người chuyên trở thôi. Thì những mầm bệnh nào có thể được lây truyền bởi trang truyền bệnh cơ học, ví dụ như vi trùng, virus, rồi gì nữa, chứng dung, chứng sán, các loại màu ngang hoặc là amip hoặc là trùng roi các bạn, thì nó có sẵn ở trên dầu dơ và nó chỉ để tất cả chúng ta những cái mầm bệnh hoặc lây truyền của đường tiêu hóa đó, đó là một bệnh có khả năng truyền bởi các loại chứng khớp hoặc truyền bệnh cơ học. Cái đường truyền thứ hai là truyền bệnh sinh học thì trong giờ này khác hoàn toàn. Trong cơ học ở ngoài vườn nhà chúng ta nhớ là có giá hoặc những con khác nó bò lên cạnh chúng ta. Còn trong truyền bệnh sinh học thì bắt buộc phải có tình trạng hút máu, có nghĩa là khi mà bệnh nhiễm vào cái hắc cơ, nhiễm vào cái tình trạng trên khớp là khi chúng ta hút máu của người bệnh. Rồi trong quá trình nó tồn tại trong cơ thể và trên khớp thì nó sẽ có sự sinh sản và phát triển, sinh sản và họ phát triển của cái mầm bệnh chứ không đơn một là nằm ở đó rồi đi ra. Cái chuyện cơ học thì chỉ cần dính ở trên cạnh trên chân của con và trên khớp thôi rồi sau đó thải ra cái căn lại. Và trong lần này không, giờ này cần có sự tăng sinh hoặc phát triển. Rồi khi mà phát triển đầy đủ rồi đó, lúc đó nó mới thải mầm bệnh ra. Vô thì bằng được hút máu, thải thì có gì mà thải chứ không nhất thiết phải hút máu để thải được mầm bệnh. Ở mầm bệnh trong cơ thể mình có thì nó sẽ xảy ra ba tình huống thôi. Thứ nhất là tăng sinh đơn thuần, có nghĩa là cái mầm bệnh nó chỉ tăng về số lượng thôi. À, ví dụ như vi trùng hoặc virus chúng ta thấy khi mình vô cơ thể con mình có chỉ tăng số lượng thôi. Thầy ta biết rồi những cấu trúc của những cái mầm bệnh nó là cấu trúc đơn giản, đang nắm một hình thể thôi, nó không có nhiều giai đoạn, cũng chỉ là ký sinh trùng. Giờ thứ hai là trị độ phát triển ở cái đoạn. Chúng ta học dung trị rồi đúng không? Thì con dung trị khi mà bắt buộc hút máu vô đó thì thường là hút ở giai đoạn là phôi. Thì sau một thời gian phát triển trong cơ thể con nổi đó, nó qua một giai đoạn là ấu trùng. Thì lúc đó con nổi có khả năng truyền bệnh dung trị cho người khác. Chứ còn nếu mà mới hút vô thì không có truyền được liền cho người khác, cần có thời gian phát triển ở trong cơ thể đó, qua giai đoạn ấu trùng sau anh phát triển bệnh. Chiều thứ ba là vừa tăng sinh và vừa phát triển các cái đoạn, vừa tăng sinh vừa phát triển. Ví dụ như là ký sinh trùng sốt rét, khi con mũi hút máu của người sốt rét đó thì nó sẽ hút giai đoạn là giao vào. Thì trong cơ thể con mũi sẽ có hiện tượng sinh sản thụ tinh, trong cơ thể con mũi có sự sinh sản. Rồi sau một thời gian nó sẽ chuyển qua giai đoạn cuối cùng là hoa trùng. Và ở giai đoạn hoa trùng mới là giai đoạn truyền bệnh cho người khác. Có nghĩa là giai đoạn đi vô con mũi là giai đoạn giao vào, giai đoạn ra khỏi con mũi là giai đoạn hoa trùng. Và trong cái thời gian đó thì có sự sinh sản thụ tinh, cho nên số lượng tăng lên. Cho nên trong đoạn thứ ba này là vừa tăng sinh vừa chuyển độ giai đoạn. Nên chúng ta có ba tình huống gì. Rồi khi mà nó phát triển đầy đủ khả năng để truyền bệnh rồi đó, nhắc lại là không phải cứ phát một bệnh là truyền được liền, phải có đủ số lượng, đủ cái giai đoạn thì lúc đó mới truyền nha. Thì khi nó truyền thì truyền
bằng nhiều hình thức, nhiều thức. Đi vào thì bằng đường hút máu, nhưng mà đi ra thì nhiều thức. Thông thường nhất là ta đi rất mòn, chúng ta có số rét, số suy thì là thì coi con mồi hút máu thì nó sẽ nhả được bọt ra và trong đó có những mầm bệnh ở trong đó. Chiều thứ hai đó là ra mầm bệnh, đó là mầm bệnh là trong trường hợp bỏ chép truyền đi dùng dịch thận là có tình trạng là đông cục máu tại vị trí tiền phòng đó. Thì cái quan bỏ chép nó sẽ đông cục máu ra để tiếp tục nó hút máu khác và khi nó đông ra vậy thì nó sẽ đưa được mầm bệnh dịch thận truyền đến người khác. Giờ thứ ba là phán thích ký sinh trùng trên da. Chúng ta gặp trong hợp cũng vật dung chỉ. Khi con mồi hút máu thì là một cái ký sinh trùng là. Giờ tư là tại một bệnh theo phân. Là trong hợp cái cách xe trong phân của anh chị thải ra các phân. Giờ thứ năm là qua dịch COSA. Dịch COSA là dịch là buồn hán, con ve. Buồn hán tiếp ta với dịch dịch COSA thì trong đó cũng có những một bệnh. Chiều cuối cùng thì không có đường nào ra. Cái mầm bệnh orientalitis ở tâm trí này nó lộn buồn ở trong cái dịch sinh thầm của tâm trí. Và khi này chúng ta cắn nát, chúng ta nghiền nát ra thì cái mầm bệnh nó mới thoát ra khỏi cái vòng lộn buồn đó. Nha. Có thể cắn trí không? Có chứ, có trí là cắn này. Có trí là cắn. Có trí là cắn. Thì khi gặp vậy thì người ta sẽ làm nguy cơ đây chuyện đó. Lý do tôi đã cắn thích cái là thích thích nó thích cái à. Thích thì mình cắn rồi bố biết không khi sao cắn không đi sở thú gặp bất kỳ hỏi nữa ừ đó là cái kỳ nó bắt chi nó bỏ miệng không đúng không à. Hồi xưa người ta hay bỏ miệng cắn đúng không? Bây giờ chỉ hiếm là chỉ giờ quý hiếm. Gì quý hiếm? Vậy hỏi ba má là sao bỏ miệng cắn? Đơn giản thôi là chúng ta bỏ ra ngoài ta giết đó thì có thể nó sẽ mất tiêu. Nghe là chúng ta bắt được bỏ miệng cắn nhất. Bỏ nhảy đâu á. Tại nó đi đầu đâu, tao cái sọt mà lúc gì nó hút máu mình mà cắn lại nó mất tiêu. Giờ bây giờ đơn giản người ta hay cắn. Tập chí là bỏ miệng. Lúc lúc rồi đây có gì không? Đó là những cái đặc điểm chính trong cái ngành động vật chính khớp ta phải nắm được, chúng ta phải thấy được cái sự nguy hiểm của nó như thế nào ha, cao hơn một chút. Đầu tiên ta đi lớp côn trùng, lớp côn trùng. Chúng ta biết côn trùng là nhiều khoa lắm, ra đường ta gặp khoa gì mà tụi bờ bờ tụi nghe là ta cái con côn trùng đó. Đúng không? Ở đây ta học vài con thôi, những con nào mà nó liên quan trực tiếp đến chúng ta học. Chứ còn nhiều người sợ côn trùng, thấy con nào cũng tự côn trùng hết. Thì côn trùng có hai đặc điểm chính là ba phần đầu ngực cùng phân biệt rõ ràng nhau. Anh nhìn vô chúng ta thấy ba phần rõ rệt, có khoảng cách rõ rệt. Cái thứ hai là có ba đôi chân, ba đôi chân. Có con có cánh, có con không có cánh hả? Tùy con. Đây chúng ta học một số thôi nha. Cái này chúng ta có thấy biến thái có toàn. Chúng ta học chí con rệt, con rệt. Họ biến thái hoàn toàn, học một chết, rồi đuổi. Chúng ta học nhiều hả? Đầu tiên là con mũi. Mũi này mũi gì? Mũi cái. Mũi tên gì? Cái mũi tên mũi cái. Mũi cái. Hút máu, hút máu là mũi cái. Mũi đực nó hiền lành. Mũi này tên gì? À. Không biết tên là mày học, biết tên là nghĩ. Okay. Thầy có bạn biết rồi, mũi gì chọn đích lên Alofan, nhân dân hay là mũi gì? Mũi vàng có bằng chứ. Mũi vàng là mũi ăn đít.
của em tầm soát mũi vằn là mũi có vằn mũi vằn rồi mũi lên mũi cái cá dạ. Ta sẽ có cái đầu riêng này ha, một đầu ai riêng, đây một riêng. Nhớ là mũi là kia đầu nghĩ là cắn nó xếp xếp cho mình á, mũi nó dài bằng cạnh trên nó rất là bằng cạnh. Đây là một đầu nó có cái vòi nó bó lên. À đây nó có cái râu, đây gọi là anten á, chúng ta thấy có cái đường chạy lên giống như cái anten hồi xưa đó. Giờ không còn anten nữa ha. Đây là cái xúc bị hàm, xúc bị hàm. Đây là trên của mũi. Sẽ chắc lại là vùng đầu, vùng ngực và vùng bụng. Vùng đầu có cái vòi chính giữa, hai bên có cái râu, hàm thêm. Thì cái râu này có tiệm là nhiều cái lông ở trên đó là của con đực. Ít hơn là của con cái. Nha. Chúng ta nhìn vô thấy lặp rạp nhiều cục lông đây là con đực. Rồi giữa cùng cái vòi và cái râu này sẽ có một cái chỉ lên gọi là xúc bị hay gọi là xúc bị hàm, xúc bị hàm. Thì xúc bị hàm này đối với con cái thì là nó sẽ ngắn ở con cái và nó dài ở con đực, dài ở con đực. Ngoài trừ Alopecia thì khác nha. Còn những mũi còn lại phần lớn là sẽ ngắn ở con cái. Ngắn là ngắn mức độ nào? Chúng ta nhìn vô thấy nó dài ra chút xíu dài lại ngắn. Còn dài là khi nó dài bằng cái vòi này, còn dài hơn cái vòi này là dài. Nha. Còn cái râu con tay thì nó cũng dài có cái vòi này. Rồi vùng ngực ở phía mặt cùng thì nó sẽ có một ba đôi chân, mặt lưng của nó có một đôi cánh. Còn đôi cánh này nó sẽ có cái gân cánh ha. Gân cánh này làm nhiệm vụ giống như cái khung trên đó cái màng cánh gắn được. Thì cái khung này nó sẽ có những điểm để giúp chúng ta định danh ha. Đây là mặt phụ. Rồi có ai đôi cánh cái cái sức bồi sức bị gãy cái sức biển nó ngắn sức biển ngắn từ đâu giờ rồi bd con này cái con này vẽ tỉnh hình thôi rồi bạn vẽ anh vẽ anh ghê sẽ không con này ha đây sẽ không con này con xúc bị hàm ngắn thì phải đau cương. Đây là liên quan đến thực hành ha, thực hành tôi hướng dẫn trước luôn. Những cái tay này là trong sách thực tập chúng ta có ha, cho bạn lát rồi có xong. Nhớ là cái phần thực hành thì chúng ta biết tên phải đúng chính xác cách ghi tên. Các ghi đúng là chúng ta sẽ ghi tên giống chữ khoa chữ cái đầu tiên. ABS là giống ABS. Loài đây chúng ta không cần xác định loài. Nó có rất là nhiều loài. Thì một cái chứng cụ thể, một con cụ thể đây, chúng ta không yêu cầu định danh của loài. Thì chúng ta sẽ ghi đại diện là chữ FB nha, sau chữ B nó chồng. Còn khi mà người ta muốn nói về cái giống ABS, nói về những cái loài trong cái giống ABS thì người ta có thể ghi hai chữ B, hai chữ B. Còn con cụ thể thì lúc nào là số ít là một chữ EB, số nhiều là hai chữ B, dễ. Có nghĩa nói gì nhiều loài trong cái giống ABS thì người ta dùng hai chữ B. Còn khi mà nhìn thấy một con cụ thể thì tất nhiên nó chỉ một loài đó thôi, mà cái loài mình chưa biết là một chữ B. Bài giải phát triển chúng ta phải biết là phải có nha. Tên bài giải phát triển phải có đầy đủ. Đặc điểm của cái chương ABS là nó sẽ không có cái nắp, không có cái phao. Và trên bề mặt của nó có những vết lõm. Để thấy được vết lõm này thường người ta phải nhấp nháy tóc pin gấp. Các bạn thấy thì những vết lõm này nó giống như là trái bông gô. Là những cái lõm ở trên bề mặt nhấp nháy ông gấp ta sẽ thấy. Và đây là cái cô lét. Thì cô lét khi nó mới đẻ nó sẽ kết thành cái bè trứng.
cái bè chứ. Mấy lần nó sẽ dính thành đá rất là nhiều, ha, cả ngàn chứ, hơn ngàn chứ. Nhưng mà đối với tiêu bản thì chúng ta khi ta đè thì sẽ rã này. Như vậy chúng ta thể nhận diện dễ dàng một cái phao đầu. Để có thể gọi ra như nhá. Cái này giống cái bóng. Rồi đây nhỏ xíu mà chúng ta phải nhìn một cái tivi nhé. Tưởng chúng ta thấy là sẽ không thấy cái hạt tiêu. Ở đây chiếc Aeropen thì nó sẽ có hai cái phao của hai bên. Hai phao của hai bên. Aeropen. Còn đây là chiếc Pansonia. Pansonia thì nó thuôn dài và nó có một cái đầu nhỏ. Cái đầu nhỏ này thì nó có một cái thấy nó thường là có một lớp màng. Lớp màng này để nó giúp cho nó dính vào cái mặt dưới của lá cây. Khi mà những cái con mùa nó đẻ đó. Còn những con mùa khác thì mình lớp đẻ ở trên bề mặt nước luôn. Hoặc là cái bờ gần nước. Gần nước. Còn Pansonia thì đẻ từ ở kẽ lá cây, bề mặt dưới của lá cây đó. Rồi trong cái tay của này có nào quen không? Aeropen quen, Adep quen không? Bullet quen. Không, Bullet có. Cái đó là học trong phần virus thì có hết phần lây truyền nhiễm bệnh. Còn Mansonia là chủ yếu liên quan đến cái chuẩn chỉ. Chỉ một đường núi. Đây là chuẩn gì? Aeropen. Adep. Adep. Bullet. Mansonia. Dễ hơn mấy cái chữ này lớn lớn, không có chữ nhỏ đâu mà. Ở đây là